Sáng nay, tại trường Trung học phổ thông Đức Hòa, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quyện Đức Hòa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là điểm khối trường học cơ quan được Quyện Đức Hòa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc, Bí thư huyện ủy Đức Hòa Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Lê Thành Phong đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên và học sinh tham dự. Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Đức Hòa có 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên, giúp 48 lớp, hơn 2030 học sinh. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, trường Trung học Phổ thông Đức Hòa cũng luôn quan tâm triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền giáo dục được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức sinh động, phong phú và kịp thời theo đó nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trường về chủ trương đường lối chính sách nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tệ nạn xã hội luật giao thông đường bộ phòng chống bạo lực học đường và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong nhà trường nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể giữa cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường cùng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc an ninh trật tự tại đơn vị tất cả các tổ chức đoàn thể và các thành viên trong nhà trường đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động giảng dạy trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội và duy trì tốt nền nếp kỷ luật nhà trường Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa trao tặng giấy khen cho một tập thể ba cá nhân, Ủy ban nhân dân thị trấn Đức Hòa trao giấy khen cho một tập thể hai cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đồng thời, Mạnh Thường Quân cũng trao tặng 30 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.